Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, sáng nay đoàn Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ do Đô đốc Philip Davidson làm trưởng đoàn đã chào xã giao lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Với thế mạnh về biển đảo có nhiều vịnh nổi tiếng thế giới, tỉnh Khánh Hòa đang đầu tư mạnh cho kinh tế biển, trong đó chú trọng phát triển du lịch. Mối quan hệ hợp tác giữa Khánh Hòa và các đối tác đến từ Hoa Kỳ trong thời gian qua đã gặt hái nhiều thành công. Năm 2018, trong khuôn khổ chương trình đối tác Thái Bình Dương, tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và đối tác tổ chức chuỗi sự kiện về hợp tác phòng chống thiên tai, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Đô đốc Philip Davidson mong muốn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ủng hộ chương trình đối tác Thái Bình Dương, tăng cường sự hỗ trợ hợp tác với Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực. Hướng đến kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vào năm 2020. Chiều nay, đoàn Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã dự lễ cắt băng khánh thành 6 phòng điều trị hiện đại tại Bệnh viện Đa khoa Gia Liễu, tỉnh Khánh Hòa. Đây là kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Công trình đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều trị, thể hiện mối quan hệ hợp tác sâu sắc cùng có lợi giữa hai bên.